Xin kính chào các thầy giáo cô giáo của trường tiểu học Hoàng Diệu. Xin chào tất cả các độc giả yêu mến. Tên con là Trịnh Minh Thái, học sinh lớp 5A5. Kính thưa các độc giả, mỗi một địa danh, mỗi một loài cây, mỗi một con vật trên đất nước chúng ta để bắt nguồn từ một sự tích nào đó. Và mỗi đứa trẻ lớn lên đều tò mò muốn biết cội đế của những cái tên ấy để giúp các bạn đọc thêm yêu và hiểu hơn về nguồn gốc sự vật và các địa danh trên đất nước mình. Con xin trân trọng giới thiệu tới các độc giả cuốn truyện Sự tích Hồ Gươm nằm trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Thưa các độc giả, vào thời giặc Minh xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng cũng tàn sát người dân vô tội đến đấy, cướp bóc của cải của nhân dân, cuộc sống người dân vô cùng cục khổ và lầm than. Hồi ấy ở Thanh Hóa có một người đi đánh cá dưới sông, khi kéo lên thấy lưới rất nặng, anh ta nghĩ thầm trong bụng, phen này chắc là được nhiều cá lắm đây. Tuy nhiên, khi lưới kéo lên thì không có một con cá nào mà chỉ là một lưỡi gươm cũ. Anh ta liền vứt lưỡi gươm trở lại sông, lần thứ hai chẳng kéo lưới, lưỡi gươm ấy lại vướng vào. Lần này, anh quăng lưỡi gươm đi xa hơn nữa. Đến lần thứ ba kéo lưới, vẫn là lưỡi gươm đó mắc vào. Thế lạ, anh liền cầm lưỡi gươm cũ và mang về để trong góc nhà. Thời gian trôi qua, ông Thận đã tham gia vào nghĩa quân Lam Sơn để đánh giặc cứu nước. Anh tham gia những trận chiến quan trọng và góp nhiều công sức trong các trận thắng lớn, được Lê Lợi vô cùng tin tưởng. Một lần, Lê Lợi đưa quân ra vùng Thanh Hóa, đã vào nhà Lê Thận để nghỉ ngơi. Vừa vào tới nhà, Lê Lợi và các tướng lĩnh thấy lưỡi gươm cũ vứt ở xó nhà của Lê Thận phát sáng, hào quang sáng chói. Mọi người tiến lại cầm lên xem thì thấy trên lưỡi gươm có khắc hai chữ Thuận Thiên, tất cả vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng đó là báu vật, chỉ cho đó là lưỡi gươm bình thường mà thôi. Sau đó, Lê Lợi vô tình nhận được trôi gươm phát sáng Thanh Gươm. Trôi gươm giúp gì cho nghĩa quân Lam Sơn thắng được giặc Minh, muôn dân lại được thái bình? Tại sao Thanh Gươm lại liên quan đến Sự tích Hồ Gươm? Điều đó thật thú vị, xin mời các độc giả tìm đọc cuốn truyện Sự tích Hồ Gươm để cùng hiểu thêm về cội nguồn dân tộc, thêm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiền với những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta. Và rồi, sống đẹp hơn mỗi ngày để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó. Con xin cảm ơn và chào tạm biệt.